rút quân nhìn lại những năm cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam tác giả Gregory David người dịch Lê Đức Hạnh giọng đọc Hải Yến một chính sách rút quân. Số phận của một chính quyền Nam Việt Nam, các lực lượng quân đội của chính quyền đó và người dân trở nên đan xen với các sự kiện toàn cầu khi chính quyền Nixon đã củng cố được vị trí vào giữa năm 1969. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc nội chiến trong lòng Việt Nam luôn trồi sụt cùng với những dòng hải lưu lớn hơn của chiến tranh lạnh. Đồng thời, Nixon tái định hình chiến lược của Mỹ là nguyên nhân đằng sau các quyết định dẫn đến Việt Nam hóa chiến tranh. Nói ngắn gọn, bối cảnh toàn cầu thay đổi buộc các chủ nhân mới của Nhà trắng phải xét lại xem một chiến thắng ý nghĩa ở Việt Nam là gì. Như Kissinger hồi tưởng, người Mỹ dâng trào một cảm giác khó chịu khi nhận ra rằng chúng ta cũng giống như các nước khác phải thừa nhận rằng sức mạnh của chúng ta dù lớn đến đâu cũng có giới hạn. Trong một cố gắng nhằm tạo cân bằng toàn cầu, đội ngũ chính sách đối ngoại của Nixon cần cân nhắc giữa một bên là những chi phí họ đang phải bỏ ra, thậm chí với tốc độ tăng lên cho một cuộc chiến kéo dài ở Việt Nam, bên kia là lợi ích trông đợi thu được xét từ góc cạnh toàn cầu. Việt Nam hóa chiến tranh có thể làm dịu dư luận Mỹ và thế giới, cho phép Mỹ hiện diện lâu dài ở Đông Nam Á. Nhưng chiến tranh cũng có thể làm trạch hướng thiết kế của Nixon cho một mối quan hệ mới với các cường quốc như Trung Quốc, Liên Xô. Trong quá trình ra quyết định, Tổng thống Mỹ phải cân nhắc các cam kết theo điều ước với các nước thuộc tổ chức hiệp ước Đông Nam Á, SEATO. Abraham nói với hội đồng các tham mưu trưởng liên quân vào tháng 7 rằng ông ta thấy không cần phải có những thay đổi mang tính cách mạng trong chiến lược quân sự. Nhưng Nixon thì không nghĩ vậy, ở cấp độ chiến lược toàn cầu. Nếu thực hiện được việc giảm cam kết tại Việt Nam mà giữ nguyên được tín nhiệm của Mỹ sẽ cho phép chính sách đối ngoại của mỹ có độ linh hoạt cao hơn muốn như vậy chính quyền nixon phải cân bằng lợi ích với cam kết và nixon tin tưởng chắc chắn rằng lợi ích mới là thứ quyết định cam kết đương nhiên khi nói chuyện về việc rút quân khỏi việt nam mỹ sẽ làm dấy lên quan ngại trong các nước đồng minh đặc biệt là các nước đồng minh châu âu nếu mỹ đột ngột rút khỏi seattle vì không chịu được áp lực nội bộ liệu những lực lượng tương tự có kéo mỹ khỏi nato hay không mặc dù vậy nixon tỏ ra không quan tâm tới việc theo đuổi một chính sách cô lập mới mà thiên về hướng sự quan tâm của nước mỹ tới việc hình thành những mối quan hệ mới giữa mỹ với các cường quốc cộng sản quá trình này yêu cầu tổng thống Nixon hình dung Việt Nam hóa chiến tranh như một chính sách rút quân hơn là một chính sách để theo đuổi chiến thắng ở miền Nam Việt Nam. Sự phân biệt này là quan trọng. Chính sách của Nixon nhằm vào tái cấu trúc các mối quan hệ chiến tranh lạnh. Trong đó, việc rút khỏi Việt Nam là một cấu thành then chốt, gánh nặng thực hiện mục tiêu chiến lược bây giờ nằm trên vai Abraham tách khỏi cuộc chiến mà không khiến chính quyền miền Nam sụp đổ, thanh danh của Mỹ tan nát. Các nhà học thuật có thể chê bai Việt Nam hóa chiến tranh là không làm thay đổi thứ gì trừ đổi màu da xác chết. Nhưng nhiệm vụ của Abraham là làm cho cuộc chiến này hữu dụng đối với chính quyền Nixon. Theo cách nói của Abraham, điều này đòi hỏi người Mỹ ra đi một cách có trật tự, có ý nghĩa không làm cho miền Nam Việt Nam thất vọng, không làm cho cả hệ thống sụp đổ. Sự thực thì phải đợi đến giữa năm 1969, người ta mới thấy rằng tư tưởng chủ đạo của Việt Nam hóa chiến tranh suy cho cùng là xuất phát từ sự mất cân bằng giữa mục tiêu chính sách và phương tiện chiến lược. Nixon khởi động Việt Nam hóa chiến tranh tại một cuộc họp với Thiệu ngày 8 tháng 6 trên đảo Midway. Hai tổng thống thỏa thuận về nguyên tắc tự quyết, có nghĩa là người dân Nam Việt Nam có thể lựa chọn mà không phải chịu sự can thiệp hay đe dọa nào. Tuy nhiên, họ cũng nói về một sự dàn xếp trên cơ sở thỏa thuận đi ngược lại tinh thần đoàn kết mà hội nghị trên đảo Midway muốn thể hiện. Thậm chí, ngay từ trước cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 6 tiếng diễn ra, các nguồn Mỹ đã đưa tin lãnh đạo chính trị Sài Gòn từ lâu đã tỏ ra rất nhạy cảm khi đả động tới mối lo Mỹ không nhất quán và những suy nghĩ của họ về khả năng Mỹ giữ cam kết. Tóm lại, Thiệu có cơ sở để sợ bị bán đứng. Tin tức về việc thành lập chính phủ cách mạng lâm thời xuất hiện trong cùng tuần lễ diễn ra hội nghị Midway càng làm cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hoảng sợ. Đồng thời, Tổng thống miền Nam Việt Nam gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với Nixon. Như Đại sứ Bùi Diệm nhớ lại, nếu Thiệu không hài lòng về bước đi Việt Nam hóa chiến tranh, thì lúc này ông ta cũng phải chấp nhận điều không thể tránh khỏi. Ý định của Mỹ đã rõ mười mươi khi tại Midway, Nixon tuyên bố rút quân đợt một là 25.000 lính Mỹ trước khi tháng 8 kết thúc. Liên hệ trực tiếp sự cắt giảm này với Việt Nam hóa chiến tranh, các phóng viên bình luận. Số lượng quân tương đương một sư đoàn có thể rời Việt Nam do tiến triển trong huấn luyện và trang bị cho quân đội Nam Việt Nam. Trong hậu trường, hội đồng các tham mưu trưởng liên quân năn nỉ Bộ trưởng Quốc phòng Lai từ từ hãy tiến hành các đợt tiếp theo, vì theo đánh giá thì cả tình hình quân sự lẫn năng lực của quân chính quy việt nam đều không cho phép một cuộc chuyển quân quy mô lớn đây không phải là lần đầu tiên những đánh giá công khai về tiến trình việt nam hóa chiến tranh khác hẳn với những đánh giá ít được công chúng biết đến trong giới chỉ huy quân sự cấp cao mỹ kỳ rút quân thứ nhất của mỹ không chỉ làm lộ rõ bản chất chính trị của chủ trương việt nam hóa chiến tranh mà còn cho thấy sự kết nối dân sự quân sự đang mất đi nhanh chóng. Sau Midway, các nhà bình luận đồng loạt lên án sự rút quân tượng trưng, đồng thời chỉ trích Abraham để mất áp lực quân sự, đáng lẽ phải duy trì trên đối phương. Nhà báo phụ trách chuyên mục Joseph Ansop, ví chính sách của Nixon với người phụ nữ Nga thỉnh thoảng lại ném một đứa trẻ cho sói để giữ cho đàn sói không đuổi kịp cỗ xe tam mã của mình. Các sĩ quan quân sự cấp cao không hẹn mà cùng mắng các quan chức dân sự không hiểu gì về cuộc chiến. Trong một chuyến thăm Việt Nam vào tháng 10, Chủ tịch Hội đồng các tham mưu trưởng liên quân Eri Wheeler chia sẻ với các nhân viên Massivi sự bực bội về thái độ của một bộ phận lớn nghị viên luôn to mồm phán về những thứ họ chẳng hiểu gì. 6 tháng sau, Ansov công khai cảnh báo rằng Tổng thống sẽ gặp rắc rối nếu không chú ý đến tướng Abraham và việc Abraham kêu gọi tạm ngừng việc rút quân thêm. Trong quá trình Việt Nam hóa chiến tranh, không chỉ có hàm lượng chính sách, nó còn mang nặng màu sắc chính trị. Một tháng sau hội nghị thượng đỉnh Midway, Tổng thống Nixon bổ sung vào các mục tiêu chính sách đối ngoại của ông ta một họa tiết tinh tế hơn bằng cách công bố một lý thuyết về sau được biết đến với cái tên học thuyết Nixon. Sau khi tàu Apollo 11 trở về trái đất từ mặt trăng, Nixon bay đến căn cứ Guam và tổ chức một cuộc họp báo ngày 26 tháng 7 để công bố tầm nhìn của ông ta về vai trò của Mỹ ở châu Á sau chiến tranh Việt Nam. Mỹ sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Đồng thời, Nixon có ý định tránh kiểu chính sách làm cho các nước ở châu Á phụ thuộc vào chúng ta tới mức chúng ta bị lôi vào những cuộc chiến như chiến tranh ở Việt Nam. Theo nghĩa rộng, tổng thống đang kêu gọi đi theo một con đường mà một thập kỷ trước bị coi là tà đạo như một đại tá quân đội về sau mưu tả theo chính sách này mỹ sẽ giúp đỡ đồng minh theo nghĩa chia sẻ trách nhiệm nhưng bớt dính líu trực tiếp ở nước ngoài với bài diễn văn này không hẳn nixon ám chỉ việc rút quân ở châu á mà thực ra muốn nhấn mạnh nhiều hơn về mong muốn các chính quyền địa phương phải tự chủ nhưng thông điệp chính trị gửi đến chế độ thiệu đã rõ Mỹ sẽ không quay đầu sau những bước đã đi trên con đường Việt Nam hóa chiến tranh. Người Mỹ đang rời đi. Những vấn đề tồn tại từ lâu sẽ vẫn còn lại đó, khiến đội quân của Abraham phải nhận một nhiệm vụ khổng lồ là chuyển hoàn toàn cuộc chiến sang vai người Việt. Một cuộc chiến trong đó chính người Mỹ cũng chỉ đạt được thành công ở mức độ hạn chế. Có lẽ đây là lần đầu tiên các sĩ quan quân đội Mỹ phải đối mặt với một sự thực phũ phàng, họ có thể sẽ phải rời Việt Nam mà không có trong tay chiến thắng theo bất kỳ nghĩa truyền thống nào của từ này. Khả năng đó nổi lên trong mùa hè năm 1969 khi Abraham chính thức nhận được mệnh lệnh thay đổi quy định về chức năng của MACV, trái với mong muốn của Hội đồng các Tham mưu trưởng Liên quân. Các lão tướng vẫn còn kiến nghị cho phép các chiến dịch xuyên biên giới, thọc sâu vào vùng phi quân sự và Bắc Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Lai gửi Abraham những mệnh lệnh mới bắt đầu có hiệu lực từ giữa tháng 8. Thay vì tìm cách đánh bại đối phương, quân Mỹ sẽ cung cấp sự hỗ trợ tối đa để phát triển lực lượng quân sự miền Nam Việt Nam, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các nhiệm vụ bình định và an ninh từ đây, chiến dịch quân sự sẽ được tính toán để đẩy nhanh tốc độ phát triển của các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và tiếp tục bảo đảm an ninh cho các lực lượng Mỹ. Lai cũng ra lệnh cho Abraham ngăn chặn người và hàng thâm nhập vào miền Nam Việt Nam. Suy cho cùng, thành công phụ thuộc vào việc làm thất bại những cố gắng của đối phương hòng phá hoại quyền tự quyết của người dân Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy, chính sách Việt Nam hóa chiến tranh vạch ra một con đường chiến lược khó khăn trước mắt Abraham. Abraham hầu như không có ảnh hưởng gì đến quá trình tổng thống ra quyết định rút quân Mỹ. Đội quân của Abraham cũng không xây dựng chiến lược mới nào để khi ra đi có một miền Nam Việt Nam đủ khả năng tự duy trì mà không cần đến những cái lợi và những bất lợi mà sự giúp đỡ của Mỹ mang lại về bản chất, Abraham được giao công việc đưa nước Mỹ ra khỏi một cuộc xung đột bế tắc mà không ai quan tâm lính của ông ta thắng hay bại. Nếu Việt Nam không đem lại chiến thắng vinh quang nào, Abraham và đội quân của ông ta đứng trước một câu hỏi lớn. Ít nhất, liệu một miền Nam Việt Nam bị chiến tranh tàn phá có thể được bình định trước khi Mỹ rút hoàn toàn hay không? nguyên huyên việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại